Hôm nay hai chị em mình về quê đi câu cá. Chị quê của chị Thảo mình đi câu cá, đây là chị Thảo của mình. Chơi là bingo. Đi. Hello, xin chào các bạn đi. No. Chị Thảo mình hơi bị mắc cỡ. Bây giờ xin câu cần này. Câu nè. Đây là cái ao nhỏ nhà của chị họ. Mình giúp đỡ, mình giúp đỡ. Ui không để được. Tại vì chút nha chị hỏi gì phút coi cái đặc thù. Rồi tự phải biết. Bên kia câu được một con. Đó. Bóp. Giờ tới con câu. Chết. Nó sắp ăn rồi đó. Nó không được đâu. Nắng lên rồi các bạn ơi. Hồi nãy có được cái chỗ mà không chịu lá ô gì vậy? Mà chị đi ngay xuống luôn thôi. Chị Hà mình đang câu. Tá phủi rùi dùm con. Hồi nãy chị Hà mình câu được một con cá nhỏ nhưng mà câu cá mà không dám nhúc nhích luôn. Câu cá mà rùi ngứa không nhúc nhích nè. Nín thở luôn kìa. Ở đó đi xuống cưới. Hãy ra đi con. Ăn đi ngon lắm á. Ba ơi. Chú ơi. Đây là ớt chim ỉa. Ê mình thử giật lên coi cái mồi nó hết chưa. Đây là cái ớt. Chứ mà ai chờ vậy. Trời mệt quá mệt quá. Đây là chị họ của mình. No. Đây là em mình. Hai các bạn đi. Các bạn đi. Vô. Con làm nhảy cá nó trốn mất à. Bực mình quá à, con cá không chịu lên. Sắp ăn nữa. Nãy con thấy nó sắp ăn rồi tự nhiên hình như nó trốn mất rồi. Nó trốn mất tiêu luôn rồi ba. Tâm ma là cái gì chị bên ra? Mất mồi rồi. Mồi rồi các bạn ơi. Đây. Sao tâm ma cái gì chị bên ra? Hỏi mẹ. Mẹ tâm ma là cái gì vợ? Chú. Thiếp ốc. Mình thấy mồi nó đang di chuyển là thiếp ốc. Ừ, tới con á. Bên ra để mình bắt được rồi. Ni coi giùm chị đi Ni. Đấy các bạn ơi, nó đang di chuyển rồi các bạn ơi. Em biết coi mà. Wow. Anh di chuyển rồi, biết chị đi đâu. Sắp rồi kìa. Nó sắp rồi kìa. Quay lên. Con. Con lên, kéo lên đi. Muốn tiêu rồi. Giật lên thử ơi. Giật lên thử luôn. Thêm út con giật lên thử nha thêm út. 1, 2, 3. Rồi mất. Cần câu hả? Ủa Thiếm Út còn mồi không vậy Thiếm Út? Thiếm Út ơi. Còn mồi. Chị bị yêu này á. À! Ni ơi, chào các bạn đi. Ni chào các bạn. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ về quê. Sẽ về quê. Cá. Về quê của chị chứ. Cảnh rất đẹp. Về quê trong nhà đi. Lần đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ nhỉ. Hôm nay em đi tiếp xéo cá trắng bây giờ. Cách trường đây. Có cá nhỏ hoài sao? Để nó cho nó vàng vàng con nó khoái được không? Chắc nó cỡ này quá rồi. Không, nó có kia nó bự nhưng mà cá này nó không ăn thức ăn cá gì chứ nó cũng lớn đó, cũng chắc. Chúng ta ra được câu được con cá. Chúng ta đã năng lượng để câu cho con cá rồi đúng không?
Mua. Phải con được mua có cánh chị hai. Con sưu tầm rồi. Đó. Con đợi nó rút nữa chứ. Juni câu hả? Juni câu được con cá hả Juni? Team Ghana về. Rồi con để đây tí xíu đợi nó rút rồi hẳn con cá lên nha. Team Úc với Team Ly cướp con cá của hai đứa mình đúng không? Chơi kỳ vậy. Vậy là vẫn còn không không điểm tại vì Team Úc với lại do cái khác mà. Của con rồi con để im đi con nhúc nhích hoài kìa. Đúng rồi nhúc nhích hoài à. Ông ngoại sao bên này yếu quá nhỉ? Rồi ngoài hốt rồi vô cái hổng luôn rồi. Đâu biết đâu nó chạy đây. Nuốt vô cái cổ luôn. Hả bác kìa, bác cái kìa. Con chưa có cái gì mũi nó chọn hơn con này. Ừ. Thôi ha, mũi nợ hơn nãy cái mũi chạy dầu của con quá. Rồi. Ê, chị nghe, chị nghe. Có không? Hả? Chị có mấy cái con ghé đi vô bờ, lấy vô tao. Ủa được con nữa hả? Con này cá này con vậy chứ ăn được. Chứ không phải là nó không. Ủa vậy hả? Bên da quá trời luôn này bên da. Quá nhiều rồi sao chia được đây. Trời ơi phải để chỗ này. Nè. Bắt cá liền kìm hả? Quá trời quá, quá trời luôn sao chị đang để chị đếm là một con dân đỏ rồi chơi đủ chẳng chưa không đếm được chẳng chưa nó bơi quá trời luôn á đầu em nè chẳng chưa không biết nào quen được như con rồi trời ơi chị đừng có chỉ đây vô em đó hả ui nó mẹ nó bự ra con này nó bự hơn cái ngoài câu hay cá chết cá chết còn ghê vừa nước này ngon nè vừa ăn rồi ha ừ. Quá ngon quá quá ngon luôn đây là nè ba trái rồi đứt đập đi đứt phải tay đẩy ra đập gì nữa nhăn tùm lum nè đắt ra để ra đứt nè đó. Nó mở ra ok cho mình hỏi. Để ba lên mình mở liền. Cái người sát cá là sát à. Đây có đó đây. Ai có nhu cầu lấy không? Câu không câu một chỗ. Cho người câu dính người. Đi ra. Quá có một con nó bị gãy rồi nè. Lên đi rồi ba mở con lên luôn đi. Đi vô nó nè. Nè cả đất ơi. Nãy giờ chẳng biết mình để lên đây nha. Câu hồi chắc hết cá dưới quá. Nhiều lắm á. Coi thủ rồi xuống cái hộp. Nhiều dữ lắm. Mày mốt không dám trời xuống nữa. Con sợ cá. Con ngồi xuống. Con sợ cá nó bạc. Mẹ mình bị dễ bắn luôn. Nếu coi nó mới nặng không? Không, nó chết rồi. Chết rồi. Lâu, gì? Cá gì nữa luôn? Cá gì nữa? Nó làm kèm. Trời ơi. Lần đầu tiên là ghé cho tên là rất là vui mừng. Trời ơi con này nặng ạ. À. Con này nặng rồi. Con này chảy máu nè, con này bị chảy máu. Mẹ. Này có con cỡ à. Sao đây? Con cỡ à. Thả xuống à. Không, nó già rồi bác.
bắt con vậy chứ nó thôi nè khỉ ra kìa thấy ghê quá không nhiều con ủa sao câu hoài được hoài trời ông ơi hay thôi chắc khỏi câu quá nghĩ con nó ủa con nghĩ quá mày thấy không em ngon lắm mà chắc khỏi câu câu nó chạy luôn nè bác nó không phải nhỏ đâu thịt nè nó đen á nó đen cá chắc nghĩ quá câu ngoài hết cá sao trời đây cái này đang nhấp nè kéo đi con kéo nhẹ nhẹ coi coi nó có cái nặng không nặng nè nặng thì nè. Cái mới kéo lên thả được á thả xuống dở rồi con phải gỡ ra mới bỏ xuống chứ đúng chứ mở ra gỡ ra nó kéo phao là mình rồi rồi tự rớt rồi không con mới thả xuống mà con mới thả xuống rồi đi con coi có trà đá không đâu hả đứt 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 coi trà đá uống nước rồi một ca con thả cái này cô chưa thấy nặng tay cái này ngồi nha ăn nó không có nó không có kéo ngoài nha không có kéo phao nhiều nha nãy có cái con đầu tiên rút phao ba đây là dốc dốc rồi giật cái lại cửa thừa cá xuống đi nè đây vậy lấy cái dao chia nha đó rồi à mở đèn nó sáng nãy giờ cái đường mơ hết oxy lại chết rồi. Bắt lên chút xíu rồi. À, bắt lên chút xíu lại chết à. Chỉ là cái mũi câu nó bóc vô ra. Nó tự cái lỗ cá nó vậy chị. Này cái đâu vậy đó. Nó nhỏ vậy đó nhưng mà nó già đó. Nó già cả rồi. Già, chị lấy già. Nó chắc nha, chặt lắm chị. Tại vì nó có câu câu dữ vậy nè. Ô có con này bự quá ha. Con này cũng bự nè. Để mày cắt rồi nó gọn. Đóng gói mang về cho Dung Tuyên nha. Chịu không? Cá làm, cá làm, để chờ câu cá. Không, cái này cá cho nó hả? Cái này thú vui. Ở nhà khoái câu cá. Cứ nói cho thịt bò không? Dạ không. Không muốn ăn thịt bò. Bye.